Hello, chào các anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại mình đang dũa, thì bây giờ làm xong rồi mọi người. Thì các anh em đang đi về, mình đang ngồi dũa. Thì có một số anh em nhờ mình chia sẻ về cái cách mà dũa xích làm sao mà cho nó chuẩn. Với lại có một số anh em hỏi mình á, cưa cái xích làm sao mà nó bị xéo mặt cưa nè. Rồi thứ hai nữa là nó bị lọng, là bị lọng là như thế nào. Thì bị lọng khi mình cưa vô cái lóng cây á, thì cái cây nó sẽ khi mình cưa nửa lóng rồi nó sẽ bị lọng, là cái xích mình nó chạy không, nó không ăn cây nữa, là đó là bị lọng. Thì cái trường hợp đó thì các anh em mà biết cưa lâu năm rồi á, thì rất là đơn giản rồi. Nhưng mà cái trường hợp đó mà đối với các anh em mà mới biết cưa, mới tập cưa á, thì rất là còn khó khăn nha. Thì hôm nay mình sẽ mang những gì mình biết được trong khoảng thời gian mình đi cưa, thì mình trải lòng mình chia sẻ đến các anh em. Thì cái video này hôm nay mình làm là mình chia sẻ về cái cách đơn giản và hiệu quả nhất khi các anh em mới tập cưa để dũa làm sao cho nó ok và hoàn hảo hơn nha. Mình không có giỏi hơn ai hết mọi người, thì mình chỉ mang những gì mình biết được thôi, mình chia sẻ đến cho các anh em xem. Thì yêu mến mình hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi ok, giờ các anh em mời các anh em đón xem. Thì cái trường hợp thứ nhất các anh em hay mắc phải khi mà các anh em mới tập cưa, thì mắc phải cái vấn đề là cưa xéo mặt cưa nha. Thì cái xéo mặt cưa này nó có 3 lý do. Lý do thứ nhất á, là cái cách đứng của anh em, cách đứng của em khi anh em cầm máy cưa anh em đứng á, thì nó cũng dẫn tới cái trường hợp là xéo mặt cưa. Và cái lý do thứ hai á, là do các anh em vũ xích không đều với nhau. Thì bên lớn bên nhỏ, hoặc là bên hầu sâu hầu cạn, bên mũi dài mũi ngắn, thì nó dẫn đến trường hợp là xéo cái mặt cưa. Cái lý do thứ ba nữa là các anh em hay hỏi mình á, là do bị cái lam cong. Thì cái trường hợp đó là rất là hiếm, rất là hy hữu. Khi mà cái lam cong này các anh em cưa không được đâu, mình khẳng định là 100% là điều đó, là khi mà cái lam cái cong á, thì các anh em cưa cây không bao giờ được đó. Cho nên nó có hai trường hợp mắc phải, khi mà anh em hay mắc phải nhất cái trường hợp đó là đứng sai tư thế khi mà cưa cái lóng cây nha. Thì đứng sai tư thế á, thì khi các anh em cưa, thường thường là các anh em mới tập cưa là các em cưa như thế này, để mình mô tả cho anh em xem. Đây, cây này hơi chà nha. Khi mà các anh em mà mới tập cưa, là mình chắc chắn một điều là các anh em sẽ cưa như thế đó, là khi các anh em vô cái lóng bự như thế này. Thì mình cưa lâu rồi mình sẽ vô cái lóng cây nó khác. Đây, mình sẽ vô lóng cây như thế này. Cái cách đứng mình như thế này, các anh em xem và để ý nha. Sức mất sức khỏe đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai về cưa mà cây nó bị lỏng á, là các anh em cưa nửa lóng cây á mà nó không ăn nữa, là cái vấn đề thứ hai đó là trường hợp đó là một lý do một duy nhất, đó là anh em vũ xích không đều. Thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ lại cái cách vũ xích đơn giản nhất và hiệu quả nhất cho anh em xem. Và đây là sợ xích Estin nha. Estin thì Estin này, sợ xích này nó độ bền cao và độ sắc bén nó cũng cao, cho nên á mình hay chuyên dụng về sợ xích Estin này. Thì các anh em lưu ý, mỗi sợ xích đều nó có cái dấu gạch để nhà sản xuất người ta để hướng dẫn cho mình. Thứ nhất là cưa tới cái dấu gạch này là mình sẽ thay sinh mới. Thứ hai nữa là cái dấu gạch này nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta dũa theo cái dấu gạch này sẽ ăn ok hơn nha, nó sẽ ăn rất là ok đó. Các anh em mới vừa tập dũa thì anh em cố gắng dũa theo cái dấu gạch này, bên
mũi cũng vậy mà bên hầu cũng vậy. Bên hầu là bên ở dưới đây, đây đó các anh em thấy cái dấu gạch nè, thấy dấu gạch chưa đó. Thì cái dấu gạch đó nó hướng dẫn cho chúng ta dũa, thì anh em lưu ý điều đó, anh em dũa làm sao mà nó y như cái dấu gạch vừa hầu và vừa mũi là nó sẽ ăn cây rất là ok, không bị lộng nha. Đó, các anh em mới tập cưa thì các anh em hay gặp khó khăn cái vấn đề là khi mà các anh em gắn sinh mới vô á thì các anh em dũa kiểu sao nó cũng ăn, dũa sao nó cũng ăn cây hết á, ăn rất là ok luôn. Nhưng khi các anh em cưa tới cái vị trí là nửa sở xích rồi thì các anh em dũa nó sẽ bị lỏng và nó ăn xéo mặt cưa, là do các anh em gặp khó khăn là các anh em dũa không đều hai bên, bên trái và bên phải, thì nó bị xéo mặt cưa và nó ăn nó lỏng cây nha. Là cái lý do đó các anh em mới tập cưa thường phải gặp phải rất là khó khăn. Hồi lúc đó mình đi cưa mình cũng gặp cái khó khăn là khi mà cưa nửa công xích hoặc là gần hết như vậy á thì rất là khó khăn khi các anh em dũa không đều nhau, nó sẽ dẫn tới cái trường hợp đó. Thì các anh em cố gắng dùng mắt của mình để phân biệt cho nó đều với nhau, mặt xích này là bên phải, mặt xích này là bên trái. Thì các anh em ngồi, khi các anh em ngồi dũa bên mặt xích bên phải này á, thường thường là các anh em dũa sợi xích nó sẽ còn lớn hơn là mắt xích bên trái này. Đó, lý do là các anh em thuận tay phải thì các anh em dũa nó sẽ trật với nhau, cho nên nó không ăn khớp với nhau, là nó sẽ dẫn tới cái trường hợp là cưa xéo mặt cưa và lỏng cây nha. Thì để khắc phục điều đó các anh em dũa như thế nào, ok giờ mình sẽ dũa cho các anh em xem. Đây là cái dũa mình hay dũa, là dũa này dũa ít tin luôn nha, 4.8 ly. Thì mình đã tái chế lại rồi, tái chế lại thì nó còn tầm còn được 4.4 ly hả, 4 ly dũa cũng ok. Thì cái dũa tái chế thì cái hầu nó hơi nhỏ lại chút xíu, các anh em nên lưu ý điều đó. Anh em mới tập dũa thì các anh em nên dũa mới đi cho nó dễ dũa nha. Điều đầu tiên các anh em cần là phải lấy một cái tiếp mở buri, các anh em xỏ vô sợi xích rồi các anh em gài vô cái hàm rồng. Thì mình mới biết dũa là các anh em phải cố định sợi xích cho đừng có chạy lên chạy xuống nha, anh em phải cố định lại cho nó chắc chắn, chắc như vậy nè, là các anh em dũa nó sẽ không bị chạy, không bị chênh lệch nha. Thì các anh em đặt cây dũa cho mình, em dùng mắt các anh em đặt cây dũa làm sao cái độ xéo của nó cho nó giống cái dấu gạch của nhà sản xuất đó. Nè cái dấu gạch này không, các anh em đặt cây dũa làm sao cho nghiêng, và các anh em cầm cái tay cầm dũa các anh em cầm cho chắc. Anh em mới tập dũa là anh em gồng cầm cho chắc lên thì nó hơi mỏi tay chút xíu, thì các anh em mới tập dũa các anh em phải cầm cho chắc đó. Rồi các anh em đẩy một tay cũng được, cái tay này á, cái tay bên này á, các anh em chỉ vịnh hờ thôi nha, các anh em nên nhớ vịnh hờ thôi. Khi mà các anh em vịnh hờ mà các anh em đè cái dũa này xuống như vậy á, thì cái hầu nó sẽ sâu, cái hầu sẽ sâu thì dẫn tới cái trường hợp là mình cưa nó nặng máy và nó rút rất là mệt luôn, mất sức. Cho nên dũa làm sao thả cái máy xuống, nó ăn từ từ nó ăn xuống thì rất là ok, nhẹ nhàng ha. Anh em cầm nên nhớ cầm cái dũa này cho chắc nha, chắc. Và các anh em đẩy canh ngay dấu gạch đẩy nha, canh ngay dấu gạch các anh em đẩy đó, đẩy hoài, đẩy chừng nào mà cái mũi này nó ôm với cái dũa này là các anh em sẽ thành công. Thì mình chia sẻ rất là nhiều video về cái cách dũa thì các anh em nên nó tham khảo thêm đó. Nè bén rồi các anh em, anh em thấy ôm cái dũa vô với cái mũi không, ôm vô sát luôn là bén rồi đó. Vậy là xong một mũi. Ok, mình sẽ ngưng video tại đây, do thời gian video có hạn cho nên mình không quay dài được mọi người. Thì đó là những cái gì mình biết được trong khoảng thời gian mình đi cưa, thì mình chia sẻ đến tất cả các anh em cùng biết.
thì mình xin nhấn mạnh một điều là cái video này mình mang tính chất là chia sẻ chứ không phải là hướng dẫn cho các anh em nha. Mình chia sẻ lại cái những gì, những cái phần cơ bản nhất khi mà đi cưa là vỗ cái xích này như thế nào. Thì cái phần cơ bản này là do riêng bản thân mình cưa lâu ngày, lâu năm, lâu tháng, mình tích góp và mình học được thì mình đem lại mình chia sẻ cho các anh em chứ không phải mình hướng dẫn cho các anh em nha. Cho nên các anh em tự mình nắm bắt được cái phần cơ bản này rồi các anh em tự mình sáng lập, sáng tạo cho mình một cái nước vũ riêng của bản thân mình để cưa cho nó ok và cho nó đỡ mệt và nâng cao tay nghề của mình. Anh em cưa lâu ngày, nghề sẽ dạy nghề rồi các anh em sẽ thành công. Chúc các anh em thành công. Ok, giờ mình sẽ ngưng video. Yêu mến mình, hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc người luôn thành công trong sống và những điều tốt đẹp luôn đến mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại.